vị và các bạn đang theo dõi chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới phát trên Báo Lao Động. Chương trình hôm nay ngày 4 tháng 1 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có kế hoạch thực hiện chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và lễ hội Xuân Hồng năm 2024. Theo đó, chương trình với thông điệp Hiến giọt máu đào trao đời sự sống diễn ra từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 10 tháng 3 năm 2024. Ở cấp thành phố, vận động 10.000 người đăng ký hiến máu và tiếp nhận tối thiểu 7.400 đơn vị máu, tương đương 20% chỉ tiêu của năm 2024. Trong đó, phấn đấu ít nhất 65% đơn vị máu thể tích từ 350ml nhằm đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024. Ngày 2 tháng 1, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã quyết định phê duyệt dự án hệ thống công trình điều tiết, bổ sung nước phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng Nam quốc lộ 1 thuộc tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, mục tiêu của dự án là điều tiết, bổ sung nước ngọt, giảm ngập do triều cường, sụp lún đất và nước biển dâng cho một số khu vực phía Nam tỉnh Bạc Liêu. Dự án sẽ xây dựng 2 cống ông thuyền trên kênh Bạc Liêu Cà Mau, 7 cống trên các tuyến kênh, xây dựng trạm bơm cầu sập tại huyện Vĩnh Lợi, tổng kinh phí hơn 1.450 tỷ đồng. Ngày 3 tháng 1 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bến Tre vừa thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Minh Thông, 29 tuổi, để điều tra về hành vi giết người. Như Báo Lao Động đã thông tin, ngày 29 tháng 12 năm 2023, lực lượng công an của tỉnh Bến Tre phát hiện một tử thi không rõ tung tích tại bờ sông Hàm Luông. Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là nữ, tên H, còn hung thủ gây án chính là Ngô Minh Thông, cán bộ công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Nguyên nhân bước đầu xác định là do mâu thuẫn tình ái. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Còn hơn một tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thời điểm này, nhiều nhà vườn tại làng Hoa Kiển, Phó Thọ và Bộ thành phố Cần Thơ đang tất bật chuẩn bị vụ hoa Tết. Theo nhiều nhà vườn, do tình hình kinh tế khó khăn, thời tiết bất lợi nên giảm số lượng hoa trồng từ 40 đến 60% so với năm 2023 và chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng. Thông tin từ trạm khuyến nông quận Bình Thủy, năm nay làng hoa của quận sẽ cho ra thị trường trên 268.500 chậu hoa kiển các loại, dự kiến giá hoa Tết năm nay không tăng so với Tết năm 2023. Thưa quý vị, nặng nhọc hiểm nguy vất vả là những từ nói về nghề chẻ đá ở xứ Hòn, tỉnh Kiên Giang. Những tưởng chỉ dành cho những người đàn ông khỏe mạnh lực lưỡng thì ngày nay lại có không ít phụ nữ dấn thân vào. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi phóng sự sau. Thân người nhỏ nhắn, mặt trùm kính trong lớp khẩu trang, người phụ nữ làm nghề chẻ đá vẫn khéo léo đục đẽo chẻ từng cây đá bằng chiếc máy cưa này là chị Hồ Thị Mai Thảo, ngụ ấp Hòn Sóc. Làm đá này thì nó nặng, nó cực lắm, nhưng mà mình nên chị nuôi hai đứa con thì chị cũng phải gán chị làm. Thì từ chỗ cục đá lớn mà chị phá ra thành phẩm nhỏ nhỏ vậy đó, nhưng mà chị làm thì 6 giờ mấy sáng thì chị đã đi làm rồi, đá lớn á. Tại mình phụ nữ, người ta nam thì người ta cưa rất là dễ, còn mình thì mình phụ nữ cưa cục đá lớn, cưa khó. Người ta nói chung là không có ruộng, rồi thứ hai nữa là con cái đông rồi lo tiền ăn học nữa, thì cho nên là bắt buộc người ta phải làm để có tiền để trang trải cuộc sống. Về phụ nữ sau khi mà sắp xếp lo cơm nước gia đình thì cũng ra tiếp chồng con để ra sữa đà, rồi thứ hai nữa có cá biệt có những chị phụ nữ mà là cái nghề rất là sành mà cao đó, nói chung là rất là giỏi. Thì trong thời gian tới cũng mong các cấp chính quyền sẽ hỗ trợ những người dân mà là có cái hướng chuyển đổi ngành nghề đá thì cũng có cái nghề thu nhập ổn định. Phụ nữ làm nghề chẻ đá được nhiều người ví von là những bông hồng đá, vì gánh nặng gia đình nên họ có thêm sức mạnh vượt qua. Và dù bụi đá có làm mờ nét đẹp bên ngoài thì họ vẫn toát lên vẻ đẹp chân chất, cần cù, chịu thương, chịu khó của một người phụ nữ Việt Nam. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.